Gì? Gì? Thầy coi giùm con coi năm sau con có giàu không thầy? Năm sau con sẽ làm chủ. Làm chủ? Làm chủ cuộc chơi. Nói gì vậy? Con nhìn đi. Năm vừa rồi nghỉ dịch ở nhà, mấy bạn có bị lười không? Có nhàm chán không? Có mập không? Có mông lung không? Sẽ nhắc, hãy làm chủ năm mới cùng với hệ sinh thái Samsung Galaxy. Làm chủ năm mới bắt đầu từ việc làm chủ và thấu hiểu bản thân mình. Hãy lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe từng nhịp đập của con tim. Galaxy Watch 4 sẽ giúp các bạn thông qua các tính năng đo nhịp tim, phân tích thành phần cơ thể, giúp bạn hiểu rõ những cái tỷ lệ cơ thể của mình, đo chỉ số stress chỉ trong vòng 15 giây. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở việc thấu hiểu cơ thể của mình, hãy hành động để có một sức khỏe tràn trề, một body bốc lửa. Bắt đầu tập luyện cùng với Samsung Galaxy Watch 4 với rất nhiều bài tập cùng chế độ nhận biết bài tập thông minh. Các chỉ số tập luyện như số calo đã tiêu thụ, thời gian luyện tập, kết quả luyện tập theo ngày, tuần, tháng. Nếu không thích Samsung Galaxy Watch 4, đã có vòng đeo tay Samsung Galaxy Fit 2. Thiết bị vòng đeo tay thông minh nhỏ gọn, thời trang, thiết kế tối giản, hoạt động bền bỉ, đồng hành cùng nhịp sống khỏe mạnh. Hình mặt kính 3D bóng bẩy, chất lượng hiển thị vượt trội, kết hợp các tính năng theo dõi luyện tập, theo dõi giấc ngủ, nhắc nhở uống nước, nhắc nhở rửa tay. Galaxy Fit 2, một sự lựa chọn vô cùng tinh tế, sống khỏe toàn diện nhưng không hề hại điện. Bạn quá mệt mỏi với những âm thanh xung quanh. Đừng buông xuôi, hãy làm chủ âm thanh cuộc sống cùng Samsung Galaxy Buds 2. Chống ồn chủ động, lọc đến 98% tiếng ồn. Không còn chỉnh tạp âm, thỏa sức hòa mình trong thế giới âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Màu sắc thời trang, thiết kế trẻ trung, làm chủ cuộc chơi âm thanh, chỉ lắng nghe những gì cần thiết. Rồi, mọi người uống gì không? Anh mời. Em uống. Tết này vui chơi tới bến nhưng làm thì cũng thật hăng say. Là có ngay bộ đôi điện thoại Samsung và Samsung Galaxy Tab S7 FE kết nối liền mạch, nâng cao năng suất. Màn hình lớn 12.4 inch hiển thị mãn nhãn. Thiết kế kim loại nguyên khối thanh lịch, cạnh máy siêu mỏng, tông màu pastel thời thượng, kết hợp từng vũ khí tối tân, bút S Pen cải tiến với độ trễ thấp,
nước nhẹ như mây. Bao nhiêu thứ gom vào đây, Tab S7FE sẵn sàng cân đủ. Cùng Galaxy Tab S7FE, Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2, Galaxy Fit 2 làm chủ cuộc chơi.